Xin chào quý vị và các bạn, tôi tên là Kim Quang Sích, tên Việt Nam là Nguyễn Văn Tèo. Hiện tại Quang Sích là sinh viên của trường Nhân Văn thành phố Hồ Chí Minh. Quang Sích qua Việt Nam thì khoảng 4 năm rồi. Mấy hôm bữa này Quang Sích đã đến Ninh Thuận rồi, các bạn đã đến Ninh Thuận chưa? Ở bên đó thì có cái biển thì nó là trong xanh, wow, cực kỳ đẹp. Với lại núi thì nó là độc đáo với hòn đá này, wow. Với lại Quang Sích đã gặp di sản văn hóa của dân tộc Chăm, mà dân tộc Chăm thì cũng rất là thú vị. Chương trình Việt Nam đất nước tôi yêu thì được phát sóng khoảng 1 năm rồi, wow. Chúc mừng sinh nhật chương trình Việt Nam đất nước tôi yêu, wow. Happy birthday to you, happy birthday to you. Các bạn cùng hát nha. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Khó mà biết được từ đầu ngõ con đường vào nhà chú Ba lại đẹp ngây ngất thế này. Một bức tranh đồng quê yên bình, gió hay hay thổi, tạo nên những sóng lúa xanh rì, không khí trong lành làm Quang Sích cảm thấy thư thái và nhẹ nhàng biết bao. Thật vắng vẻ, không biết có ai ở nhà không? Nóng chảy nhô ba mồi. Tới rồi. Wow. Trên đường tới đây thì Quang Sích thấy cái bổi nè, cái táo, với lại cái mít nữa. Các bạn nhớ xem hả? Quang này, khoan. Wow, trời ơi. Cái này là cái gì mà trời ơi? Cái này là táo. Táo hả? À, cái không phải là, chứ không phải là nho. À, nho giờ mùa này chỉ mới có ra bông thôi. À vậy hả? À. Chưa có trái đâu, mới ra bông. Chở đến đâu vậy á? Táo bây giờ là chở đi bán. Đi bán hả? Thu hoạch nè. À giờ đi bán. À giờ mới thu hoạch hả? Dạ, mới thu hoạch. Cái đó thì bao nhiêu ký? À, bao này có 80 ký. 80 ký hả? À, táo này thì nhiêu xíu mà, táo nhiêu xíu đúng không? Dạ, rồi táo lỡ, táo trung. Không phải táo đại. Dạ. Anh chạy xe cẩn thận nha. Yeah. Dạ, cái này nặng lắm, chạy xe cẩn thận ha. Dạ. Wow, cái mic này mic. À, bạn có sầu riêng ha. Giống nhau. À chà, mới bước vào là đã thấy hương vị miền nhiệt đới rồi. Nhìn nè, những quầy chuối triểu quả, những chùm mít nhìn thôi cũng đủ làm Quang Sích cồn cao trong bụng. Nhà chú Ba quả đúng là nhà vườn thứ thiệt, toàn là trái cây mà không thấy chú Ba đâu ta. Con chào chú. Dạ, chú có phải là chú Ba Mồi không chú? À đúng rồi, tôi đây. À, mừng quá, cuối cùng gặp rồi. Dạ, con tên là Kim Quang Sích. Dạ, dạ, con đến đây để tìm hiểu về người ta trồng nho như thế nào mà. À, đó là mừng quá. Mà lúc nãy chú đang làm gì vậy chú? À, đây là một cái giấy chứng nhận việc gáp cho cái sản phẩm nho do cái trang trại chúng tôi sản xuất. À, đây là một cái giấy chứng nhận mà chúng tôi phải canh tác đeo đặn nó suốt 10 năm mới đạt được. À, dạ, là rất có giá trị trong vấn đề mà sản xuất cái những cái mặt hàng nông sản để phục vụ cho người tiêu dùng. À. Đây là một cái người đàn ông mái tóc muối tiêu, làn da ngâm đen, khuôn miệng luôn cười nói vui vẻ và thân thiện trước mặt Quang Sích. Đây là chú Ba Mọi, người mà mấy ngày trước chị Liễu, hướng dẫn viên resort Đen Giòn đã nhắc đến. À, thu hoạch xong rồi à? Vâng. Chết quá ha. Buồn thiệt, Quang Sích đến không đúng lúc, vườn nho chỉ đang trong giai đoạn ra hoa. Vậy là không có dịp nhìn ngắm những trái nho lủng lẳng mọng nước rồi. Nhưng thôi kệ, gặp được chú Ba là Quang Sích vui rồi. Ở đây là một cái vườn nho là khoảng 1 hecta. Dạ. Đây là một cái lô nho. Lô nho? Một cái lô. Dạ. À, cái lô này là được trồng từ năm 2005. À, ở đây cũng có này. À, được trồng một cái gì? À, ngày 30...
tháng 12, tháng 12. Chỉ sau vài câu chào hỏi, Quang Sích như biết chú ba từ lâu lắm rồi. Trời mỗi lúc một nắng hơn, chú ba dẫn Quang Sích ra sau nhà. Vườn nho rộng khoảng 1 hecta, một dàn nho đang mùa ra hoa, chuẩn bị cho giai đoạn kết trái thu hoạch. Chuẩn bị để làm một cái vụ mới. Hay quá. Men theo bìa dàn nho, Quang Sích cùng chú ba đi ra xa hơn. Trời thì nóng không thể tả, vừa đi vừa quan sát. Chiều cao của dàn tương ứng với chiều cao trung bình của một người lớn. Vì vậy nó không gây khó khăn lắm cho Quang Sích. Thì đây là một cái xuyên suốt cả một cái quy trình chăm sóc. Mà nó lại liên quan đến vấn đề đất, liên quan đến vấn đề thổ, tức là liên quan đến vấn đề thổ nhưỡng, vấn đề kỹ thuật. Trong vấn đề kỹ thuật. Cái thời tiết thì sao? Thời tiết cũng rất là quan trọng. Phải nắng như thế này hả? Và canh tác nho thì đây là một cái nơi mà ủ phân chuồng. Để cái nơi mà để tạo ra những cái phân hữu cơ vi sinh để bón cho phân chuồng. Đây là cái này bị bị đúng rồi. Cái này là mới thực trồng. Càng trao đổi với chú, Quang Sích càng trân trọng những gì mà chú đang tâm huyết thực hiện. Chú ba là một người nông dân tiến bộ, áp dụng những phương thức trồng trọt mới để nâng cao chất lượng nông sản Việt Nam. Quang Sích có dịp đi thực tế như vậy thì mới hiểu hết được những băn khoăn trăn trở của nhà nông cũng như những kinh nghiệm trồng trọt xương máu của chú ba. Phải phong biệt đúng rồi. Cứ mỗi đợt như vậy á, là nếu cái chùm nào chín trước thì chúng ta cắt bán trước, bán trước. Và chùm nào chín sau thì chúng ta sẽ cắt để bán sau. Và giờ này thì chín hết rồi. Cái nóng như dịu đi hồi nào mà Quang Sích cũng không biết. Tiếng gió lạo xạo qua những dàn nho như đã thấm vào máu, vào tâm can. Chú ba kể cho Quang Sích nghe về những loại nho khác nhau, những căn bệnh mà cây nho thường gặp, có thể thấy qua bề mặt lá hay những lúc thời tiết thất thường. Nó càng ngày càng cuốn hút Quang Sích. Đây là một cái hoa nho của giống Black Queen. Black Queen, giống này của Mỹ. À, từ ngày mà khi cắt cành cho tới khi mà ra hoa này là đã được 20 ngày. Và từ ngày cắt cành cho tới mà khi mà nó đã thành hoàn chỉnh một cái chùm nho để đưa ra thương trường thì thời gian là khoảng 4 tháng. 4 tháng mà thôi. 120 ngày. 120 ngày. Những chùm hoa nho li ti, ai ngờ lại cho ra những quả nho căng mọng đầy dinh dưỡng. Nho ngoài việc là loại trái cây giải khát còn chứa nhiều vitamin và làm ra nhiều sản phẩm khác và mang lại lợi nhuận cho bà con nông dân, giúp họ cải thiện đời sống. Cái gốc này nó có cái tên là Cude 1613 của Đức. Của Đức. Rồi nó lên đến thời điểm là chúng ta ghép cái giống này vô. Cái giống này là giống Black Queen. Chúng ta sẽ ghép vô. Ghép vô đây. Cho nên thực tế trong này là hai cây trong này. Hai cây. Tức là đây là một cái gốc ghép. Sau đó từ đây. Sau chúng ta ghép lên. Có thể nói chỉ nửa ngày dạo quanh vườn với chú ba, Quang Sích như một nhà vườn thực thụ. Xung quanh đây còn nhiều hộ nông dân cũng trồng nho. Xong vụ nho, họ lại tận dụng vàng để thay vụ táo. Táo Ninh Thuận to tròn, giòn ngọt lắm đó nha. Hôm nay cảm ơn chú nhiều để cho con biết về sản phẩm nho như thế nào nha. Nãy giờ là chú Phát Sĩ có mệt mỏi chưa? Có khát nước không? Dạ, cũng hơi mệt mỏi và lại khát nước nữa. Bây giờ chú chú mời Phát Sĩ vô uống với chú một cốc rượu vang cho vui. Rượu vang. Đã. Bốn ngày ngắn ngủi, Quang Sích đã có những trải nghiệm không thể nào quên. Vườn nho Ba Mọi là điểm cuối cùng trong hành trình Việt Nam đất nước tôi yêu ở Ninh Thuận. Sẽ nhớ lắm những con người thân thiện, những vùng biển, cánh đồng, đồi núi. Tất cả như một bức tranh sống động, được hòa bằng màu sắc tự nhiên của đất nước Việt Nam. Chú là Quang Sích hả? Dạ. Hôm nay chú muốn tìm hiểu về vấn đề thương mại. Dạ, đúng rồi. Dạ. Cái mít bằng qua sầu đi. Con chào chú. Dạ chú. Không phải là chú. Đúng rồi. Cuối cùng gặp rồi. Chào chú, con tên là Kim Quang Sích.